是空间已贯穿，左右梦想都巧合地停移，茫然地夺出另一张脸，精挑细选，无用心语，觅刺激，求失志，温馨的接触难再现，亲切友情像雨，感情像珠，提来让爱闪，缘分网开了，你躲不了，情一片难改变，无欺骗，全将爱拉到身边，缘分网开了，你忘不了，情一片留相见，能走遍全心里热情爱恋。Nghe đây, gần đây trong công ty có người dùng biện pháp dơ bẩn gạt 800.000 tiền rượu. Hả? Ai vậy ta? Người này chính là Quách Hạo Đông. Hả? Tôi. À, xem mà, tôi nghĩ anh lầm lẫn rồi phải tôi không? Tôi không có lầm. Số đơn này phải do anh ký không? Phải. Do anh ký thì được rồi. Anh Đông đã nhận tiền của tiệm karaoke bỏ vào túi riêng của mình. Anh tự tới lúc đắp lại số tiền vào thì sẽ không có ai biết. Cũng may là gần đây cảnh sát điều tra tiệm karaoke này nên bộ phận kế toán lục trần. Tuy rằng có chuyện như vậy thật, nhưng mà đâu phải do tôi làm. Số đơn đó tôi ký giùm nhóc Kiệt thôi. Anh không tin thì hỏi nó. Cậu Kiệt, tới giờ phút này tôi cũng có bao che cho cậu. Cậu tự nói đi. Anh Phao à, không phải tôi không muốn đẩy giùm anh, nhưng sự việc đã ra nông nỗi này chối cách nào cũng vô dụng thôi. Nè, cậu nói cái gì vậy? Cái gì để giùm tôi? Tôi đã khuyên anh đừng có liều quá. Anh nói không cần sợ, còn nói sẽ hoàn trả số tiền đó. Bây giờ ra nông nổi này, thôi thì anh năn nỉ ông Trần kêu ổng tha cho anh con đường sống. Cái thằng quỷ sứ. Nè, 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 nè. Cậu kỳ cả, cậu bị gì vậy? Cậu bị anh suối, anh nói bậy bạ vậy? Anh kỳ cả, có phải anh đi rồi không? Anh Phao nhất định không có làm những chuyện gì đâu. Đấy rồi, tôi nhất định anh Phao cũng có làm vậy mà. Ông Trần, ông điều tra rõ chuyện này trước đi. Tôi điều tra rõ rồi. Chuyện này do một mình anh Đông làm ra. À, tôi hiểu rồi. Hai người hùa nhau chơi tôi phải không? Có phải không? Có phải cái gì không? Để, Phao. Tôi đã điều tra rõ rồi. Anh làm rõ chuyện này đi. Anh Đông à, phạm lỗi rồi phải chịu trách nhiệm. Anh gạt của công ty 800.000, muốn là tôi có thể báo cảnh sát. Nè, đừng mà. Đừng mà. Tôi cũng không muốn tuyệt tình như vậy. Được, tôi cho anh thời gian một tuần. Anh trả lại 800.000, sau này tôi không truy cứu nữa. Cái gì? Kêu tôi trả 800.000 à? Ông đừng có nằm mơ. Tôi biết ông vì chuyện của cô Môn bây giờ trả thù tôi phải không? Cậu Kiệt à, cậu bị ổng lợi dụng rồi, cậu có biết không? Thằng Phao này thề với trời đất, tôi không có thù kém của công ty. Nếu mọi người không tin thì báo cảnh sát đi, báo cảnh sát là cách tốt nhất. Anh Đông à, tôi làm việc rất công tư phân minh. Anh chịu trả số tiền đó ra, tôi cho anh một con đường sống. Coi như là anh giúp đỡ tôi. Hả? Tôi cần gì ông phải cho tôi con đường sống? Ông Trần nói nhiều với hắn làm gì chứ? Lôi hắn ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Tôi có tay có chân tưởng tôi biết đi. Tôi ra ngoài thứ gì người mướn tôi. Cần gì tôi phải ở đây? Nhìn thấy hai người là muốn phát ối. Cậu Phao kìa, anh Phao à, nè. Anh Phao. Nè, anh Phao. Phao à, anh Phao. Anh bỏ đi như vậy thiệt tồi lắm. Vào trong cãi lại họ đi, mau lên. Có cái gì mà đáng cãi? Cãi với mấy người này mất mặt thêm. Rõ ràng gài sẵn bẫy cho tôi xa, cãi cũng vô ích thôi. Có điều gì không ổn, nghĩ đến ổn mới thôi. Dù anh muốn tìm công tác cũng nên tìm tôi, tìm thằng Kiệt, nó không có kính miệng. Cậu nói cái gì vậy? Anh đánh đi, đánh rồi anh thấy nhẹ nhõm hơn thì đánh đi. Hèn gì mà còn hỏi chúng tôi mượn tiền, thì ra thật sự lớn chuyện như vậy. Anh Phao à, anh có chuyện sao không nói cho chúng tôi nghe? Chúng ta là người nhà mà, làm như vậy dễ ngồi tù lắm á. Nè, cô nói gì vậy? Cô nói gì vậy? Thực chất các người không ai chịu tin tôi hết à? Mà tôi giống kẻ thuộc kết công ty hay sao? À, không giống. Vui lên, đừng có sượng mặt sượng mày.
coi như là không xảy ra chuyện gì. Ê, chào ba, chào bà Quách. Đây, 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 đây. Hôm nay có hải sản ăn nha. Nè. Ủa, ba này, là ở đó dễ buồn hả? Ba dí cũng đẹp quá hả? Trời ơi, hôm nay coi chừng xảy ra chuyện lớn đó, còn cười. Chuyện gì? Chữ này còn biết chứ. Chữ tham? Phải rồi. À ba, ăn một bữa hải sản không tham lam quá chứ. Chữ tham có thể trở thành chữ nghèo lúc nào á, thằng quỷ. Bị người ta đuổi thì bị người ta đuổi đi. Cần gì làm ra vẻ không có chuyện gì hết. Tại sao ba má biết vậy? Do Huệ Hồng nói đó. Nó thấy con đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về. Nó lo con xảy ra chuyện, cho nên mới nói cho ba má biết. Chuyện con bị người ta đuổi việc đó mà. Thực ra bữa đó con Huệ Hồng ghi tấm giấy nợ cho con. Ba cảm thấy có gì không ổn rồi. Phải giúp người ta là tốt. Nhưng con giúp không được thì thôi đi. Con cương quyết trả nợ giùm cổ. Đến nỗi phải phạm tội thuộc các công ty, con còn lương tri không vậy hả? Bà, luôn cả bà cũng không tin con. Vụ này con bị người ta chơi đó bà. Bị người ta chơi, công ty của con có mấy chục đồng nghiệp. Không chơi ai hết, chỉ chơi có mình con thôi. Người ta có bằng có chứng mới đuổi con đó. Nè, mọi chuyện đều tại bà. Tối ngày cứ khen con Hồng. Con Hồng đó đã dẫn sói vào nhà rồi. Từ khi con Hồng đó dọn về ở, gây ra nhiều chuyện. Còn nói ba của con, ba đây nè, sau này còn mặt mũi nào nhìn lối xóm đây nữa. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Huệ Hồng đó còn nói, nếu con không trả được 800 ngàn đó sẽ ngồi tù đó. Vậy tính sao đây? Còn tính sao gì nữa? Thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên rồi. Không có tiền trả thì hãy chuẩn bị vào nhà tù ngồi đi. Tại sao có nhiều chuyện quá, làm cái gì không biết nữa. Tôi nghĩ đều là người một nhà, đâu có giấu họ được bao lâu chứ. Họ là người nhà của tôi, tôi thích giấu bao lâu thì giấu bao lâu. Bây giờ khổ nhất là họ biết một không biết hai, tưởng tôi thuộc két tiền của công ty mới chết tôi chứ. Nè anh đừng sợ nha, thằng Diễn nó nói hết cho tôi nghe rồi. Chuyện đó không liên quan tới anh mà, do anh Kiệt làm. Tôi nhất quyết dẫn thằng Diễn tới công ty vạch trần giùm anh. Vạch trần cái gì? Lấy ngón tay chỉ trỏ hả? Bây giờ có bằng có chứng giấy trắng mực đen, thằng xem nó rõ ràng chơi tôi, nó cái gì cũng vô dụng thôi. Vậy tôi còn thiếu tiền anh Thắng, không thể giúp anh được. Anh tính thế nào đây? Tính cái gì nữa? Tôi đã từng gian nan nhiều phen, muốn chơi chết tôi như vậy hả? Không dễ đâu. Cô đừng có giúp tôi nữa, không thôi người ta tưởng tôi và cô gian díu. Tôi làm sao gian díu với anh được? Nè nè nè, ai gian díu vậy? Anh tới rồi à? Phải rồi, nè, xe để dưới lầu kìa, cho đủ đồ chưa? Bên kia kìa. Cô phải dọn à? Phải rồi, hôm trước tôi nói với anh rồi mà. Phải hả? Cô nói với tôi hôm nay dọn mà. Nè, Smith. Hả? Phiền anh chở Huệ Hồng dùng nghe. Không có phiền, làm dùng Huệ Hồng là bổn phận của tôi mà. Nè sao rồi, chuyện của anh tôi biết rồi, cần tôi giúp không? Nè, tiền thì tôi không có, nhưng tôi có thể ra sức. Anh là bạn của Huệ Hồng, tức là bạn của tôi. Được rồi, anh có lòng, tôi tự lo được rồi, thank you. Cần gì cứ lên tiếng nha. Được rồi. Nè, đi thôi, cả nhà cho chúng ta về ăn cơm kìa. Tôi đi nha, anh không sao chứ? Tôi có gì đâu, cọp mà cũng đánh chết được. Có cần tôi giúp anh khiêng hành lý xuống không? Không cần, anh nghỉ ngơi đi. Để cảm ơn nghe. Vậy anh có chuyện gì gọi tôi nha. Nè, đi thôi, ở dưới không cho đậu xe đâu, phạt tiền đó. Bye bye. Nè, vậy đi nha. Bye bye. Bà nội. Huệ Hồng, về nhà rồi. Nói. Chứ vậy thì tốt rồi, cả nhà chúng ta đoàn tụ rồi. Huệ Hồng vào nhà rửa mặt trước đi con. Cả nhà biết con về ăn cơm, cố tình mua cá tươi chưng cho con ăn đó. Hay lắm. Đâu rồi không còn gì ăn cơm. Phải, em giúp chị đem hành lý vô trong. Khi đồ giùm chị con đi. Vậy con vô trong nha. Được rồi, con vô đi. Nào không vậy? Tất cả đồ đạc của chị không hề di chuyển, vì nội không cho ai được đụng đồ chị hết. Còn nữa nha, sáng nay anh ba Hường Đông đã đi chợ mua đồ ăn, nấu một bữa ngon cho chị ăn rồi đó. Thật ra cả nhà ai cũng vui vẻ chào đón chị về. Chị biết rồi, chị biết ai cũng tốt với chị mà. Nhưng mà còn em, sau này có tâm sự gì có thể trực tiếp nói với chị, không cần phải giả phu nhân nhà trắng gì nữa. Được rồi. Được. Vậy thế giới tình cảm của em thế nào rồi? Em đã nói rõ ràng với Nam rồi, hy vọng là anh hiểu được. Vậy thì được rồi, sau này không cần phiền nữa. Không phải đâu chị hai, ngược lại em cảm thấy bây giờ nói ra rồi trong lòng càng phiền hơn. Thật ra mấy chuyện này em buồn cũng vô dụng thôi, thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Nhưng mà chị vui mừng, sau này cả nhà chúng ta có thể sống chung với nhau rồi. Cả nhà hình như không suôn sẻ lắm. Tại sao vậy? Ba và anh ba đòi rời khỏi Hồng Kông đó. Hả? Hai người lên đại lục à? Đúng vậy
Vài hôm trước á, ba gặp được người bạn đồng hương, anh mở hàng ở trên đó đó. Anh kêu ba lên đó phụ ảnh, tiền công á thì cao hơn Hồng Kông. Dạ phải, em và ba cùng nhau qua bển, em đã nghĩ kỹ rồi, tiền đâu có từ trên trời rơi xuống, thực tế một chút thì tốt hơn. Em biết nghĩ vậy thì được rồi. Nhưng ba, ba định lên trển làm công thật à? Phải rồi, ở bển là dễ kiếm tiền hơn. Ba làm một vài năm thôi, dành dụm số vốn mà trở về nhà. Có thằng Diễn đi với ba, con không cần lo, con cũng nói nó nên người rồi mà. Nè chị hai à, vài hôm nữa là em qua bển rồi. Vậy còn Vũ của anh Phao, có cần em giúp ảnh giải thích với công ty hay không? Ê, vô dụng thôi, thực chất là ông chủ anh muốn chơi ảnh. Bây giờ ảnh chỉ có hai con đường để chọn, đường thứ nhất là đền tiền, còn bằng không sẽ bị kiện đó. Hả? Mấy trăm ngàn lận, nó lấy đâu ra nhiều tiền đền? Thì phải rồi, anh con mới đang lo nè, con lại không giúp được cho ảnh. Trời ơi, khổ nỗi á, thằng Thắng vừa mới trả số nợ giùm mình, bây giờ luôn cả nó cũng không có khả năng giúp rồi kìa. Vậy... Ủa? Phải rồi, anh Thắng đâu? Phải rồi, chạy đâu mất rồi. Nè, ăn trước đi, không cần chờ. Nè, ăn cơm, ăn cơm. Anh làm gì vậy? Đi tắm à? Phải rồi, hồi nãy dọn đồ, mồ hôi đầy mình nên tắm cho bác rồi mới ăn cơm. Nè, ăn cơm đi. Thôi, ăn cơm, ăn cơm. Anh bạn, anh coi chỗ này là nhà của mình thật hả? Anh ăn cơm xong, coi tivi một lát, xong rồi vào phòng ngủ luôn chứ không? Tắm thì đâu có gì, giờ là người nhà rồi còn gì. Sớm muộn cũng là người một nhà mà thôi. Cảm ơn. Nhà cũng vậy thôi. Nè cô nữa, số tiền cháu trả cho người ta, thôi bỏ đi. Chúng ta cùng mở quán hàng rau, hợp tác bán trái cây. Số tiền lời được, mở một cái tiệm khác. Lúc đó của em cũng là của anh. Của anh tức là của em. Trời ơi, con em nói nhiều quá làm gì. Ê. Alo. Phải, dĩ nhiên nhận ra rồi, em Ngọc. Cô Ngọc đó. Hôm nay là lần thứ 201 chúng ta nói điện thoại, có đúng không? Phải. Vậy mà cũng được nữa. Bây giờ anh còn muốn chết nè, em đừng gọi đến nữa. Được rồi, được rồi. Được rồi, anh sẽ về nhà mà. Nè, nè, nè. Từ khi anh quen lại với cô Ngọc đó, hình như không được rảnh rỗi cho lắm á. Lượm được vàng à, nếu cậu không thích người ta thì nói cho người ta biết đi. Xù bạn gái là sở trường của cậu mà. Đáng tiếc người sắp vào lại là cổ. Nè, nếu anh không có chút tình thương với người ta, sao không xù người ta được chứ? Phải, lượm được vàng. Xem ra, đi là chân mạng thiên tử của cậu. Chỉ được cậu đó. Đi chung với cổ cũng vui lắm. Cũng đẹp quá ha. Có lẽ kiếp trước thiếu nợ cổ. Lượm được vàng, hả? Ở đây có số điện thoại của mấy người khách cũ, cậu theo giùm tôi. Mấy người khách này của cậu mà. Bây giờ mấy người khách này làm với chỗ khác, tôi muốn cậu theo dõi, còn có thể kéo lại số khách đó. Cậu nói cái gì vậy? Thằng Phong đã nghỉ việc rồi. Anh xem kêu tôi thay nó sắp xếp công việc. Tôi dặn cậu đi làm thì đi làm đi. Có phải muốn là người thứ hai bị đuổi việc không? Phải. Nè, rót ly cà phê vào giùm tôi. Trời ơi, trời trời, người này là ai vậy ta? Dám hống hách ngang như vào phòng của anh Phong. Là ý gì đi, ý gì đi? Còn ý gì nữa, nghĩa là cậu ấy tăng chức rồi. Hồi nãy hóng hách quá trời, còn kêu tôi mua vé ra đua ngựa giùm nè, rồi đậu xe, những chuyện này thường ngày đâu phải tôi làm. Cô điên không vậy? Không biết lớn nhỏ. Nói về kinh nghiệm chứ Huy còn lâu hơn nó. Dĩ nhiên rồi. Nói về thành tích, tôi tốt hơn nó. Nó đẹp thì tôi đẹp hơn ảnh mà. Vậy thì sao chứ? Nè 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 nè, cô không thấy người ta thường vào phòng của anh xem sao? Bây giờ người ta đang xếp hàng, cô có biết không? Xếp hàng gì vậy? Xếp hàng chờ tăng chức. Chuẩn bị làm chủ nhiệm đó. Với mấy người còn không nói, nhưng tụi tôi là anh em mà. Anh em thì sao? Nè, lúc trước thằng Phao ở đây còn nể mặt anh em dưới cấp một chút. Bây giờ hắn hả, nhìn thấy tôi còn đạp tôi vài cú nữa. Anh là ai chứ? Làm ơn cho thêm một ly. Vậy được. Cậu nói có bất công không? Thông minh thì tôi thông minh hơn nó, quá đơn cũng nhiều hơn nó nữa, nịnh bợ cũng giỏi hơn nó rồi. Tại sao tăng chức cho nó, không tăng chức cho tôi? Đúng là ông trời không có mắt. Cũng đâu có phải, thì ra ông trời cũng có mắt chứ. Cho tôi gặp cô gái đẹp này. Nè, làm ơn cho thêm một ly. Cô bạn nhỏ, lâu quá không gặp ha. Phải. Nè 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 nè, tương thỉnh chi bằng ngẫu nhiên. Chúng ta uống một ly nghe. Không cần uống hết đâu, nhấp môi thì được rồi. Được hả? Rồi. Ok. Cả ly. Sao hả? Buồn quá vậy, đợi bạn hả? Không, đợi bạn trai của tôi thôi mà. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Bây giờ tôi cũng có bạn gái rồi. Vậy à? Nè, nếu lần sau á có cơ hội á, cô không phải đang đợi bạn trai của cô và tôi cũng không có bạn gái, chúng ta sẽ ngồi uống tiếp nghe. Cũng được. Có điện thoại di động không? Có chứ. Số mấy vậy? 2335-2978. Ok, nhớ rồi. Nè, tấm này là card visit của tôi. Nếu cô rảnh thì nhớ gọi điện thoại cho tôi nha, nhớ nha. Cũng được. Nè, không thành vấn đề. Cạn ly. Ra bao. Anh đi không vậy? Thật là ngại quá, xin lỗi nha. Cẩn thận một chút đi. Không làm có ướt chứ. Ước hết trơn rồi nè. Tôi la giùm cô mà. Nè 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 nè. Cái gì vậy? Hả? Anh,
Lâm Đức Gia, bà gái của tôi cũng giống như anh tự lao vào chỗ chết rồi. Sao mà tôi biết chứ? Trời ơi, em ơi, em có sao không? Đi. Không sao, chúng ta đi chỗ khác uống tiếp. Bỏ đi anh ạ. Tối quá vậy. Ừ, sáng quá. Anh muốn uống rượu, cho anh một bình bia đi. Nè, anh nhìn mình kìa, uống tới say mềm luôn à. À, anh không có chơi 10-15, anh muốn chơi sốt sắc. Anh là thần đồng sốt sắc. Anh có sao không? Đau quá. Ủa, em lượm anh về đây hả? Không phải em, thì là ai đi? Nè, hôm nay chú Quy nói tâm trạng của anh không vui. Em biết anh nhất định tới ba rượu. Sao anh buồn, anh không tìm em chứ? Không vui, tìm em thì càng buồn hơn nữa. Anh xấu lắm, anh coi anh uống sai rồi kìa. Anh muốn uống nữa. Cởi áo khoác ra trước đi. Có phải cởi áo khoác rồi có thể uống rượu tiếp tục không? Phải rồi. Được rồi. Ủa cái gì vậy ta? Ê, hình của anh đó, trả cho anh. Nè, em có biết lịch sự không? À, anh cất giấu hình của những cô gái khác, đưa cho em coi, nhanh lên, đưa cho em. Trời ơi, đừng có giật mà. Trời ơi, anh xấu lắm đó nha. Thì ra anh thường cất hình của người ta. Anh nóng nực quá. Em cởi áo giùm anh nha. Ngọc à, đừng có đè lên cà vạt của anh. Anh dậy rồi hả? Em nấu thức ăn sáng rồi, anh ra ngoài ăn đi. Tại sao em lại ở đây vậy? Hôm qua đó, anh uống rượu say. Người ta ở bên anh suốt đêm, gì mà còn hỏi nữa. Anh đó, nhà cửa bề bộn quá trời cũng không dọn dẹp, em đã dọn sạch giùm anh rồi. Vậy à? Sáng nay em còn xuống phố làm thêm một chiếc chìa khóa. Sáng nay ngày nào em cũng lên đây dọn dẹp giùm anh được không? Em quá khách sáo rồi. Anh không cần khách sáo đâu. Sau này đồ của anh là đồ của em, nhà của anh tức là nhà của em. Em đã nghĩ kỹ rồi, năm tới không được tốt. Tốt nhất năm nay đám cưới, anh định đãi tiệc ở nhà hàng nào hay ở khách sạn nào? Mới nhắn reo kìa, em làm ơn. Ông Quách, có phải em bị đau không? Nè, mật mã máy nhắn của anh á, số mấy vậy? Còn nữa nha, sổ tiết kiệm tiền lương của anh ở ngân hàng nào? Chúng ta có thể sửa sổ tiết kiệm hai người được không? Anh có thể nói không sao? Không thể. Anh muốn ngủ thêm một lát. Em cũng ngủ nữa. Hả? Tới nữa. No. Nè, anh còn Phong. Hello. Đây nè. Hello. Hello. Ý, không gặp một dạo thôi. Vừa đẹp vừa mập vậy đó nha. Thank you. Anh Phong mà gọi thức ăn đi. Mấy người gọi chưa? Ờ, bữa ăn trưa rẻ lắm đó. Thì cũng là ăn vô bụng mà ngược đãi mình hay sao? À, Lâm ơi, option Pháp salad tôm hùm. À, gọi tạm trước ha. Lâm ơi, đây nè. Dạ. Cậu Phao à, ăn trưa thôi mà, có cần lỗ vốn vậy không? Thì mời mấy người ăn, dĩ nhiên phải chọn món ngon rồi. Dạo này sao? Thị trường ế ẩm quá. Thằng Quỷ Kiệt đó, sau khi Linh chức thay cậu ra vẻ ông chủ, tôi nghĩ làm công việc này cũng chỉ làm tạm thôi, mai mốt tôi muốn đổi chỗ làm. Đúng, cá không gặp nước thì không mập được, cho nên á... Nè, gần đây có một công việc. Nè, điện thoại di động bây giờ rất thịnh hành, làm tiếp thị điện thoại cũng không có tệ. Giả lại người chủ nhiệm là bạn thân của tôi, nếu cậu có hứng thú giới thiệu cho cậu quen. Nè anh Phao ạ, tôi cũng có đường dây đó, tôi có một người bạn làm ở công ty tiếp thị, tôi giới thiệu anh đi làm nhá. À, tôi hiểu mà, tôi rất hiểu mấy người tốt với tôi, nhưng mà tôi đã làm nghề này bao nhiêu năm nay, không nhiều thì ít thì cũng quen biết vài người. Hai người bảo tôi bắt đầu từ đâu đi, không quen cho lắm đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ làm lại nghề cũ ha. Vậy cũng phải, cậu là top sale mà phải không? Nếu để cho cậu làm lại dĩ nhiên là hơi khổ rồi. Vậy anh tính làm ở đâu đây? Thái An đi. Hãng rượu Thái An đó. Đã bàn với họ đâu giờ đó rồi. Tôi quen thân với người quản lý lắm. Ổng định tôi dẫn luôn đàn em qua. Có đồ tốt sao không chịu phần các người. Hay quá. Tôi cũng không muốn theo tên Kiệt đó nữa đâu. Phải rồi, đi chỗ khác cũng làm thôi. Làm chỗ mới lương cao hơn. Lại có cậu Pha chiếu cố, nhất định khá hơn nhiều. Đúng rồi, quyết định đi. Chuyện gì vậy cô bé? Không vui à? Thôi được. Tôi hiểu mà. Cậu không chịu đi. Tôi không năn nỉ cô đâu, nhưng mà tôi ép cậu.
Không biết làm sao thoát thân bây giờ. Đổi chỗ thôi có phải không? Làm ở đâu cũng không thành vấn đề. Hứa rồi đó nghe. Vậy 9 giờ sáng mai hả? Hả? Đợi ăn phòng tái ăn. Đừng trễ nghe. Được. Được. Sao mà tắt hết điện thoại vậy? Bọn nhóc đã định cho mình leo cây hả? Ủa cậu Đông, dạ, tới rồi hả? Dạ, dạ, chào ông. Ngồi, ngồi, ngồi. Dạ. Ủa, người khác đâu? À, vừa mới gọi điện cho tôi. Tất cả đều đang làm việc, không có rảnh lên đây. Tôi thay họ bàn luôn, được rồi. Phải rồi. Chúng ta quen thân, dạ. Không ngại nói với cậu. Sao? Tôi về nhận được tin của cấp trên. Ừ. Không thể mướn cậu. Sao vậy? À, vụ tiệm karaoke bị phong tỏa. Cuốn tạp chí này đã đăng hết ở đây rồi nè. Tuy cậu không phải làm gia chánh, nhưng ở trong có đề cập công ty Hiệp Hòa, nhân viên cao cấp, Quách cái gì Đông, tức là cậu rồi. Hùa với tiệm karaoke gạt tiền rượu của Hiệp Hòa. À, thật ra, nói nha, là... chủ của anh á, cậu xem á, đã trong ngày này rồi, nó hết vụ của cậu. Vậy thì tôi nghĩ cậu cũng khó kiếm ăn. À, nhân lúc trẻ, chuyển nghề khác đi. Này lần sau uống trà, tôi đãi chứ. Hả? Nhớ nha, bye bye. Hả? Bye bye. Này ông Bách à. Trời ơi, sao kỳ cục vậy? Đây là tạp chí gì đây? Mà nói rõ ràng quá vậy? Có lẽ họ bịa ra thôi, cậu Phá không có tệ vậy đâu. Sao lại bị chuyện chứ? Bán cho chúng ta coi dĩ như là sự thật rồi. Chú già rồi lẩm cẩm sao? Phải rồi, vậy mà hắn còn không chịu nhận. Bây giờ mọi chuyện rõ ràng rồi. Anh coi ảnh đó, còn tương lai cái gì nữa? Mất hết rồi. Bây giờ luôn cả tương lai tôi cũng không có. Anh Phao kìa. Gì đây kìa? Anh Phao. Ủa, nè anh Phao. Anh gì đúng lúc đó. Qua nha, chuyện gì quan trọng nè, đang lên báo đó. Thôi đi, coi đi. Đó. Tôi muốn nói chuyện với họ một chút. Không hề gì, từ từ nói đi. Anh Phao à, chúng... Nè, chúng ta anh em bao nhiêu năm, mấy người nghĩ gì á, tôi hiểu mà. Nhưng mà phải nói với tôi chứ, nói là không rảnh chứ. Vậy tôi dễ ăn nói với người ta hả? Cần gì tắt luôn điện thoại, có phải không? Quách Hậu đâu? Anh còn gì đây làm gì? Ông chủ, tôi muốn nói vài câu với ông, làm phiền ông một chút. Được. Có đôi khi làm người không cần quá tuyệt tình. Hùa với nhóc Kiệt chơi tôi một vố, còn đi rêu rao khắp nơi. Chúng ta còn gặp nhau hoài mà. Anh Đông à, thật là ngại quá. Thật ra tôi cũng không muốn. Anh có biết không, trước khi em Bonnie có gọi điện thoại cho tôi, tôi hỏi cổ tại sao không yêu tôi. Cổ không trả lời. Cổ chỉ nói có một người đã thức tỉnh cổ. Nếu không có anh quậy này quậy nọ, tôi và cô Mon sẽ không ra nông nổi này. Lần này tại anh hại tôi trước. Tự anh chuốc lấy thôi. Nên anh mới dồn tôi vào đường cùng. Anh đừng nói vậy. Lần trước không phải tôi hại anh, là thằng Chí Kiệt bạn tốt của anh chơi anh. Đôi khi có những chuyện công bằng ở trong lòng người thôi. Anh muốn tôi chết, tôi chưa chắc chết. Anh thử nghĩ, lúc tôi vào nghề này, anh đang làm gì? Phải. Anh làm tiếp thị giỏi lắm, miệng lưỡi ngọt ngào lắm. Nhưng anh phải nhớ đó anh Đông à, tôi mới là ông chủ, mãi mãi chỉ có tôi cưỡi anh thôi. À phải rồi, chút nữa tôi quên mất. Ba của anh đã lên đây tìm tôi, đưa tờ chi phiếu cho tôi, luôn miệng đang nỉ tôi đừng truy cứu chuyện của anh. Hey, thật là đáng thương, luôn cả ba mình cũng không tin mình. Người ngoài làm sao chịu tin đây? À phải rồi, anh muốn uống thử loại rượu này không? Ngon lắm. Xin lỗi nha, tôi quên mất anh là loại người rượu kính không uống, uống rượu phạt. Tôi tự uống vậy. Lúc đầu anh mới đến á, chúng tôi đứng đây nói đùa. Nói anh mặt hiền nhưng mà lòng rắn độc.
thì ra không phải nói đùa mà là thật đó. Nè, không tiễn nha. Tôi quên nói cho anh biết, tôi cai rượu rồi, tôi chỉ uống nước thôi. Nè, đừng, đừng mà, đừng mà, đừng. Thật ngại quá, làm đổ nước hết. Má có biết hôm nay ba con đi đâu? Lấy số tiền là công ty trả nợ giùm con kìa. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, nói là không liên quan gì đến con. Má làm vậy tức là không tin con rồi. Bây giờ cả công ty đều tưởng con thuộc két của công ty thực sự. Má biểu con sau này dám gặp ai đi, lần này bị ba làm tức chết. Ba con ở trên sân thượng đó. Con lên trển tìm ba. Ông đem thế căn nhà mới có nhiều tiền vậy đó mà. Mới vừa góp hết thôi, bây giờ bắt đầu lại từ đầu. Con nói đi, ông làm vậy vì cái gì? Tự mình suy nghĩ đi. Ba, hồi nãy ba... Hồi nãy ba ở đây nhớ lại trước kia lúc chúng ta mới dọn tới phía đối diện của một sân bóng. Lúc đó ba thường dắt con đi coi bóng. Nhưng bây giờ đã xây nhà lầu rồi không nhìn thấy gì nữa. Con nhớ chứ. Lúc đó coi bóng cực khổ lắm. Đâu có giống như bây giờ. Lúc đó con còn nhỏ lắm. Tối ngày cứ níu vạt áo của ba vừa đi tới cổng dù một cái là muốn chui vào rồi. Lần nào ba cũng phải bắt con lôi ra. Nhất định phải mua vé rồi. Vào cổng mới đúng luật chứ. Con biết đó, đi coi chùa không công bằng đâu con à. Lúc đó đó con nhỏ như hạt đậu vậy đó. Chui vào đâu có ai thấy. Con đâu có cần ngồi. Tiết kiệm tiền mua vé để mua cà rem ăn mà. Có câu ba tuổi định suốt đời. Bây giờ con lớn khôn rồi, con nghĩ như vậy thì nguy rồi. Nhưng mà ba không trách con đâu. Ba chỉ trách mình không biết cách dạy con thôi. Ba, con thực sự là không con có. Con phải biết rằng á, mấy chuyện đá banh, đá giỏi, thắng được là quan trọng lắm. Nhưng mà thật ra tinh thần thể dục còn quan trọng hơn. Con đá thua rồi, thua thì chịu thua đi. Tuyệt đối không được gian lận. Cho dù con có thua, con cũng phải đá cho thật là tốt. Cố gắng đá, người ta không trách con đâu. Ba muốn con nói bao nhiêu lần ba mới chịu tính con đây. Con thực sự không có chơi lận. Người chơi lận là một kẻ khác mà ba. Người ta gian lận là chuyện của người ta. Thì con hãy cố gắng đá tốt vị trí của mình. Có trọng tài mà. Trọng tài có mắt nhìn mà. Ông nhìn thấy sẽ nhất định đuổi hắn ra sân. Cho dù đuổi con ra sân không quan trọng. Đổ thừa con chơi lận con cũng không ngại. Nhưng mà hại ba phải mất tiền, trong lòng của con cảm thấy rất là khó chịu. Mấy chuyện tiền bạc kiếm được nó thì xài được nó, còn tốt hơn để con ngồi tù. Con muốn đá một trận bóng hay cũng không có cơ hội ra sân. Ba, những gì ba nói con hoàn toàn hiểu rõ, cảm nhận được hết. Nè, con hứa cho ba, nếu con còn cơ hội ra sân đá thì con nhất định đá một trận bóng hay cho ba coi. Vậy thì tốt rồi. Phải rồi. Bây giờ con mất việc làm, con có dự tính gì không? Tạm thời con thấy bước nào thì đi bước đó. Con trai của ba không phải là mấy cầu thủ cắt ké đâu. Con là ngôi sao bóng đá. Thiếu gì câu lạc bộ bóng đá dành ký cho con. Ba biết không? Xưa nay ba rất có lòng tin đối với con. Có phải không? Còn nữa nghe ba, vụ này nè, đừng nói cho Hảo Nam biết. Mắt công nó bận tâm không chú tâm học hành. Nói tới em trai con ở thằng Nam. Sáng sớm thì lo chạy xe đạp, ban đêm về thì dù một cái là nó đi luyện thể hình. Ba cũng không biết nó giở trò gì. Trời ơi, cậu có được hay không vậy? Đừng có ráng nghe. Tôi được rồi, tôi ráng đổi mà. Ráng cái đầu của cậu á. Cậu luyện tập như vậy sớm muộn gì cũng làm hại sức khỏe của cậu. Đó, cậu kìa. Đó, mau đi thay đồ rồi. Đi được rồi. Anh Nam, anh làm gì? Không có gì. Anh nè.
Rồi à, chúng ta vào trong trước đi. Chiếc xe đạp này thật là ít công dụng. Xe anh chơi bên Canada nhiều công dụng lắm. Dạ phải, thiết bị ở trường lúc nào cũng kém hơn. Ở bên đó phòng thể dục không những lớn, các thiết bị còn hiện đại nữa. Hoàn cảnh học tập khá lắm, tốt hơn Hồng Kông rất nhiều. Thực ra anh về đây cũng không quen lắm. Có lẽ người đông xe đông, hoàn cảnh sinh sống vội vã. Niên học kế tiếp, anh định qua Canada học. Hả? Thực ra qua nước ngoài học cũng tốt lắm, giống như em học khoa báo chí vậy, nên ra nước ngoài để mở rộng thêm tầm mắt. Em có hứng thú qua bển học không? Anh tìm trường đại học giùm em nha. À, không phải là em không muốn đi, nhưng mà anh biết đó, nhà em xảy ra quá nhiều chuyện, em sợ không chịu nổi kinh phí. Không sao đâu, ở trường có quỹ học bổng mà. Với thành tích của em chắc không thành vấn đề. Nhà anh có chỗ cho em ở, nếu em không có tiền xài, anh sẽ cho em mượn đỡ trước. Cùng lắm giống như chính phủ Hồng Kông vậy, chờ em tốt nghiệp rồi em từ từ trả lại. Em đừng có ngại, anh sẽ lấy tiền lời của em đó. Anh Rê à, em có thể suy nghĩ lại được không? Được. Anh thật sự rất muốn em qua bển với anh. Nè, mấy thứ nặng nhọc này để làm cho. Em giờ đâu cũng biết con nghĩ là được rồi. Đi đây. Tránh ra đi. Xưa nay tôi làm việc á, công tích lười biếng. Giá lại bây giờ cùng buôn bán chung với anh, mọi việc nên công bằng tốt hơn. Em tính kỹ với anh để làm gì? Tránh ra đi. Cản trở hoài à. Ủa? Sao cái này cứng quá vậy? Có phải em nhập lộn hàng không? Có những chi chính mà. Nói anh không phải người trong nghề không sai mà. Nè, măng cục phải cứng như vậy. Mới cho thấy nó vừa ngọt vừa chín cây. Không tin á, ăn thử muối đi. Ăn thử đi. Sao hả? Ngọt tới tận tim gan luôn. Anh nghĩ là loại băng cục ngon nhất trên đời mà. Chị hai. À, quay lắm. Em xin lỗi nhà làm phiền hai người. Đâu có gì. Chị dạy anh Thắng lượt trái cây thôi mà. Nè, hai chị em cô trò chuyện đi, tôi vô dọn đồ ha. Sao hôm nay em rảnh vậy không cần cặp bồ à? Anh Roy phải lên lớp. Ôi, nói ra mới nói nha, em cặp bồ thì cặp bồ, nhớ học hành đó. Em biết rồi. Chà, sao em làm như má người ta vậy? À, phải chị hai à, em có vấn đề trong học tập muốn hỏi chị. Em định sẽ... Bà nội gọi, trước 7 giờ tới nhà hàng. Tứ dạng đi. Cẩn thận mới được đó. Được rồi. Mọi người nhớ tới ba lắm đó. À, nè, ba biết mà. Còn nữa nha, đem thêm vài chiếc áo đi. Bên đó là Hồng Kông đó. Không cần có má. Từ nhỏ tới lớn, cái gì mà không cần chị đã gánh không ít vụ giùm em rồi. Ly trà này coi như tượng trưng. Cùng lắm sau này em kiếm được tiền, mời chị qua Pháp du lịch. Qua Pháp hả? Có mới nói nhà đừng có hứa suông đó. Em nói thật đó. Lần này ba và em bên đại lục, em nhất định sẽ cố gắng làm việc. Tóm lại sẽ không khiến chị thất vọng. Em phải coi chừng ba đó. Nè, ở đây có chút tiền nè, cất đi. Để làm gì? Bây giờ em đi làm việc, có thêm chút tiền sẽ tốt hơn mà, cầm đi. Trước kia mỗi khi em hỏi xin tiền chị, khó khăn lắm chị mới cho. Sao bây giờ tự động chị cho em vậy? À, coi như chị cho em mượn tạm, sau này trả lại mà. Yes, madam. Nè nè nè, đã tới giờ tôi gọi điện thoại cho ông xã tương lai của tôi rồi. Hả? Mấy người biết đó, mỗi lần trò chuyện ít nhất cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Quế Hồng ơi. Trời ơi, tình tứ ghê chưa? À, phải rồi. Nè, qua đây qua đây. Cái gì vậy? Tao sắp tới rồi, đến giùm tao vài dáng nữa đi. Ờ, à, tao cũng chơi chơi đâu. Chơi đỡ đi, đi mà. Tôi đến trước cho, còn tốt lắm. Mau lên đi, cậu Thắng à. Vợ chồng cậu bên nhau ra mặt luôn à. Tôi đánh bài á, không gian lận đâu. Xuống sông không có cha con, là cha mẹ tôi cũng chơi vậy thôi. Đó. Ừ, vậy thì tốt lắm rồi. Đánh đi. Không trùng hợp vậy chứ, liêu một dáng. Tôi tới. Hả? Chà. Trời, kỳ cục vậy anh Thắng. Bài nào anh cũng ra cho Huệ Hồng Thắng à, biết trước như vậy. Phải rồi, thiệt tình. Bài của tôi rất lớn, không lẽ không liều sao? Tôi không tin trùng hợp như vậy, coi bài của cậu. Ờ, coi coi. Trời ơi, cậu Thắng, thì ra cậu không chịu tới, đánh cho cậu tới rồi. Ở đây là bọn hoài à. Quá, bởi vậy thì ra cháu rể tương lai của bà mà anh chơi gian lận quá. Hồi nãy nói cha con chơi bài cũng không nương tay nữa. Phải rồi. Tại Huệ Hồng tôi theo ba của tôi mà, cho cậu Thắng một bài không được sao? Trời ơi. Đi, tối ngày làm mấy chuyện dối dẫn cơ mà. Anh tưởng làm cho tôi Thắng tôi vui lắm sao? Bây giờ anh gạt người ta kìa, sao cái gạt tôi có khác gì? Thôi bỏ đi, sắp tới giờ ăn cơm à, rồi. Phải hả? Rồi, phải rồi. Nào cũng vậy hết à. À, tôi, tới giờ rồi, tôi phải đi đây một chút. Nè, đừng ngại nha. Nè, chúng ta chơi cho vui thôi. Được rồi, chơi cho vui thôi mà. Đưa ra đón ba đi ha. Chà, nè, chị thân với anh Thắng như vậy, chị có thấy mình quá đáng hay không? Phải rồi, tại sao cháu nói thằng Thắng như vậy chứ? Cháu có biết hay không? Thằng Thắng không có máu mủ gì với chúng ta, vì nó cũng chịu vì chúng ta mà bán căn tiệm đi.
Người đàn ông tốt như vậy hả? Bây giờ tuyệt chủng hết rồi. Con nói phải không? À, đúng đó. Thằng Thắng nó tốt với con ai cũng biết. Lý nào con lại không biết? Bây giờ trên đời này à, đàn ông tốt khó tìm lắm. Con không phải để nó bỏ đi vậy chứ? Dạ phải. Nè, mày còn không đuổi theo ảnh. Con chuyện suốt đời này không tìm lại được đâu. Tự chị suy nghĩ lại đi. Đi đi chị hai. Trở lên trễ làm gì? Chưa đủ quê sao? Về nhà nằm ngủ tốt hơn. Không lẽ hồi nãy cổ chửi chưa đủ? Xin lỗi, tại anh không đúng. Anh không nên gạt em. Em cười cái gì vậy? À, tức là em chịu tha lỗi cho anh rồi. Ừ. Cùng cái sau này anh đừng gạt tôi nữa. Vậy thì được rồi. Được. Đi thôi, anh trả ăn cơm. Được. À, không được. Chuyện gì vậy? Nè, anh nói không gạt em nữa. Cho nên có một chuyện nhất định anh nói với em. Thật ra tiệm hải sản của anh vào 3 tháng trước đã hứa bán lại cho người ta. Anh không phải vì em mà tới nỗi phải bán cửa tiệm. Sau khi anh giúp em rồi, anh còn tiền dư bỏ vào túi. Nhưng vì muốn được lòng của em cho nên không đem sự thật đó cho em biết thôi. Là lỗi của anh. Bây giờ anh tự đấm vào mình 3 cái. Ê, trời ơi, anh điên rồi sao? Nói cho cùng á, anh cũng đã giúp tôi vượt qua khó khăn này. Với lại anh chịu nói thật rồi, tôi cũng ngưỡng mộ anh lắm. Cuối cùng em cũng ngưỡng mộ anh. Phải rồi, nhà lên trả ăn cơm được chưa? Tôi đói bụng quá. À, anh cũng đói bụng lắm. Đi. Đi. Trời ơi, chú Đức à, chú leo cao như vậy, cẩn thận đó. Tôi biết rồi. À phải bà Trương, đi chợ. À phải rồi. Trời ơi, chú Đức à, tôi thấy chú thiệt là tội nghiệp nghe. Thằng con không nên thân thôi mà, hại chú ra nông nỗi này. Làm gì có, hai thằng con tôi ngoan lắm mà. Trời ơi, chú Đắc à, chú không cần che giấu giùm thằng con lớn của chú nữa. Ở đây á, xung quanh khu phố này, ai cũng xem cuốn tạp sang đó hết, biết xảy ra chuyện rồi mà. Nếu như chú không phải vì trả số nợ giùm cho nó, cần gì ra nông nỗi này chứ. Ai, cái thằng Hạo Đông á, tôi biết nó từ nhỏ tới lớn, sao lại trở nên hư hỏng vậy chứ, thiệt tình. Ờ, vài hôm trước ở phố kế bên kia có một bà nhiều chuyện đó. Bị người ta dùng kéo cắt miệng lẫn lưỡi luôn, không biết có phải cùng một người làm không nữa. Nè ba làm cái gì vậy? Con đuôi rồi sao? Con không thấy bà ở đây thay bóng đèn sao? Ba là tổ trưởng khu phố chứ đâu phải bảo vệ. Mấy cái chuyện này để dành bác Dương làm, ba leo xuống trước đi. Bác Dương đi đâu rồi? Lén lút đi cá ngựa hả? Trời ơi, cẩn thận. Ba cẩn thận chứ. Ba tưởng ba còn trẻ lắm hả? Ba bị té phải điều trị dài đó. Bác Dương đi đâu rồi? Bác Dương về hưu rồi, ông đã về quê rồi. Bác Dương về quê rồi? Phải rồi. Ba vậy không phải ba ở đây làm thế chủ của ổng làm bảo vệ chứ? Phải, đột nhiên chưa tìm được người thay thế. Nè, ba thấy công việc bảo vệ này hợp với ba lắm. Còn biết đó, rất khó tìm một công việc như vậy để mà làm đâu. Giờ tiết kiệm tiền xe nè, tiền cơm thì cũng tiết kiệm luôn. À, nếu muốn ăn cơm á, gọi một tiếng là má con đem xuống liền, tốt biết mấy đâu. Ba đã về hưu lâu rồi, ba chỉ đi qua đi lại. Bây giờ ba đi làm lại, ba có chịu đựng được không? Đâu có gì nặng nhọc đâu, coi như là tập thể dục mà, có phải không? Phải rồi, con ăn cơm chưa? Hả? À, dạ chưa. Lên trển chủng dắt mì ăn đi. Sáng nay không có nấu cơm hả? Má con phải đi làm gấp mà. Má con đi làm? Phải rồi. Làm gì? Nè, ủa? nè. Ê kìa. Ủa, cậu Đông, về rồi hả? Bà Quách, má đây làm gì vậy? À, đâu có. Thiếu sáu nói bị trật xương sống không đi làm được. Má thấy công việc này nhẹ nhàng. Nè, công việc này thích hợp cho má làm lắm mà. Không cần phải đón xe, ăn cơm thì chạy lên lầu ăn được rồi. Tốt ghê chưa? Mỗi đêm chỉ có 2 tiếng thôi à. Đi đâu tìm một công việc tốt như vậy để làm chứ, phải không? Nè, đừng nói nhiều nữa. Nè, con lên nhà đi, lên nhà. Để con giúp bà thay cái bóng đèn nè. Thôi đừng làm, làm dơ bộ veston của con bây giờ. Phải đó, lên nhà trước đi. Có má phụ ba con một tay thì được rồi. Má có chừa canh cho con rồi đó. Tự con lo đi nha. Nghe nói em sắp thi cử phải không? Học đến đâu rồi? Ok thôi. Cái gì vậy? Kịch bản. Em đóng phim à? Dĩ nhiên không phải thôi. Không phải, tại sao có kịch bản? À không, bạn của em làm trong đài truyền hình. Anh nói tìm người đánh kịch bản dùm, nên em mới làm dùm thôi. À, đánh hết đống này à? Không những gì, còn một đống lớn trong phòng nữa. Đánh nhiều vậy kiếm được bao nhiêu tiền? Ngàn mấy đồng thôi. Ngàn mấy đồng thôi à? Mất bao lâu? 3 ngày không ngủ chắc đánh hết. Cái gì? 3 ngày không ngủ mới kiếm được có 1000 mấy đồng? Em không cần phải học bài hả? Em cần tiền xài lắm sao? Có phải muốn đổi xe đạp không? Phải thì nói với anh sẽ cho em. Anh hai à,
Bây giờ gia đình có chuyện nên em định làm một chút gì đó thôi. Em đã biết rồi. Anh đã dặn ba đừng có nói với em rồi. Mất công khiến cho em phải bận tâm học hành không được, nhưng mà ba vẫn nói cho em biết thiệt. Anh đừng vậy mà anh hai. Nè, em biết bây giờ căn nhà đã thế chấp, cần tới 800 mấy ngàn, còn tiền sử dụng trong nhà em đã tính kỹ rồi. Nè, ba mình làm bảo vệ được 6 ngàn mấy đồng, má đổ rác được 3 ngàn mấy đồng, còn em vừa đánh kịch bản vừa dạy thêm cho người ta cũng có tới 7-8 ngàn lận. Em định phụ thêm thôi mà. Nếu như em nên người như vậy, anh hai thiệt vô dụng quá. Việc làm nào anh xin cũng không được. Nè anh hai, anh đừng vậy mà. Nè, anh đâu phải như vậy đâu. Nè, anh là trưởng môn nhân của những người thông minh, chắc anh tìm được việc làm à, yên tâm đi. Để coi sao. Ê trời, quên rồi, trễ giờ hết rồi. Em đi đâu vậy? Lên lầu nhà của bà Chân dạy thêm đó. Nè, không nói với anh nữa. Ờ, à, phải rồi. Ba đã nấu canh cho anh rồi, nhưng mà vẫn chưa nêm muối. Hủ muối ở đây, anh muốn nêm bao nhiêu thì tự ý anh nghe. Vì gia đình, coi ra mình cũng phải dẹp bỏ sĩ diện. Trời ơi, mày mua nhiều đồ đi xôn chảo làm gì vậy? Tao đã đọc rất nhiều cuốn sách nói về kết hôn. Trong sách đó có ghi rằng một bữa ăn thơm ngon vừa miệng hợp khẩu vị có thể khóa chặt trái tim người đàn ông. Mày trở thành bà nội trợ hồi nào vậy? Mai mốt tao sẽ kết hôn với Abed rồi. Học bây giờ là vừa. Mày đó, mai mốt khi kết hôn với anh Thắng, mày cũng sẽ làm vậy thôi. Mượn sách tao coi. Mày điên thiệt á, tao nói đám cưới với anh Thắng hồi nào? Tao và anh kia là bạn tốt thôi mà. Có rất nhiều cặp vợ chồng cũng bắt đầu từ tình bạn. Tòa Hồng Kông này mày cũng biết, mày với anh Thắng quen thân nhau lắm, còn giả đò. Ê, áo cưới này đẹp quá ha. Được có, cái của mày đâu? Hở cổ, hở lưng, lòi rúng ra luôn á. Áo cưới nó còn đẹp hơn nữa. Cũng phải. Vậy còn coi nữa, đi. Được, đi bên kia đi. Dạ đây. Những cô gái chưa kết hôn á, phải ghé coi. Những cô gái kết hôn rồi càng phải ghé coi hơn nữa. Một loại có thể giữ chân người đàn ông của bạn. Phải á. Chiếc chảo du lịch siêu cấp. Ở đây bán chảo kìa, bạn thân chắc cũng bớt. Nè, đừng ngồi bển. Tại sao vậy? Có lẽ anh không muốn gặp người quen. Sao mày biết anh nghĩ cái gì chứ? Con người của ảnh á, thường ngày cười nói vui vẻ thì không có gì. Thật ra lòng tự tin của ảnh mãnh liệt lắm, trọng sĩ diện tới mồ luôn. Các vị có biết không, đại kỵ nhất của chiếc chảo là gì? Là gì vậy? Tôi đâu biết. Tôi cũng đoán được là các vị không biết rồi. Chính là trong lúc chiên thì dính chảo. Đôi khi không phải vì các vị bỏ không đủ dầu, hay là cái chảo không đủ nóng. Là vì cái gì đấy? Là cái gì vậy? Chính là vì chiếc chảo ở nhà các vị không được đẹp. Nếu nhà của mỗi người đều có một chiếc chảo siêu cấp vô địch hợp kim này đi, thì bảo đảm các vị chiên trứng cũng không cần bỏ dầu. Thiệt không đó? Có thiệt không vậy hả? Nói không thì vô ích, hành động thực tế hay hơn. Tôi làm thử cho các vị coi. Đó, thử đi. Đổ dầu đây. Đó. Thử đi. Nó kỳ vậy, vậy mà nói không dính chảo hả? Đây chỉ là sai lầm tự nhiên của con người, không có liên quan gì đến cái chảo đâu. Thử lại. Vậy mà có mày đặt quảng cáo nữa. Cái chảo này đúng giá là 599 đồng, bây giờ giảm giá còn 299 đồng, như vậy rẻ được 300 rồi, rẻ rê à. Vậy chảo bị sức vậy không thèm mua đâu. Nè đi cá đi, đi cá coi. Đi thôi nè cô bạn nhỏ à. Quảng cáo cô hai. Coi ra cái chảo này chắc để dành cho mình mang. Nặng bóng vía, không nhìn thấy. Em biết đâu, sao đúng lúc vậy? Phải rồi, đúng lúc quá. Tôi đi mua sắm hả? Đúng rồi. Bye bye. Nè, Quế Hồng đang đứng bên đó. Những anh có bệnh nha. Đi.甜言蜜语可唱，左右酷热，相识半天，相恋上瘾。荧幕里掩饰包装那缺点，所有幻想都巧妙地灵异，茫然地夺出另一张脸，精挑细选，无用心语，觅刺激。求新鲜，温馨的节奏。